long Velociraptor là một chi khủng long Theropoda thuộc họ Dromaeosauridae, từng tồn tại ở cuối kỷ Creta, cách ngày nay khoảng 73 triệu năm. Tên gọi Velociraptor nghĩa là kẻ cướp tốc độ trong tiếng Latin và thường được viết ngắn gọn lại là Raptor. Loài khủng long này gây ấn tượng trong loạt phim Công viên kỷ Jura bởi tốc độ và sự liều lĩnh. Thế nhưng trên thực tế, hình ảnh này có phần sai lệch. Dựa trên các mẫu vật hóa thạch thu thập được, các nhà khoa học chỉ ra rằng thực tế khủng long Raptor có kích thước khá nhỏ, chỉ tương đương với một con gà Tây và có lông vũ. Một con Raptor trưởng thành có chiều dài cơ thể trung bình vào khoảng 2 mét, chiều cao tính tới phần hông là khoảng 0,5 mét và trọng lượng cơ thể chỉ khoảng 15 kg. Khủng long Raptor đi bằng hai chân, có đuôi dài và khỏe. Đặc biệt là mỗi chân của chúng đều có móng vuốt mọc ngược lên trên. Cấu tạo này giúp chúng có thể dễ dàng tấn công và rạch nát con mồi. Cánh tay của khủng long Raptor cũng khá kỳ lạ, với 3 móng vuốt có kích thước không đồng đều, có tạo hình và sự linh hoạt như xương cánh của các loài chim hiện đại. Mặc dù chúng không thể giúp khủng long Raptor bay, những chiếc lồng vũ có thể góp phần vào việc giữ thăng bằng hoặc giúp tăng tốc tạo lực đẩy khi chạy lên dốc nghiêng. Các nhà khoa học cũng đã đưa ra nhiều giả thiết về hành vi săn mồi của loài khủng long Raptor, trong đó có giả thiết rằng chúng sống về đêm và thường đi săn theo đàn. Khi tấn công con mồi, khủng long Raptor sẽ sử dụng các móng vuốt để giữ chặt mục tiêu, sau đó nó sẽ từ từ thưởng thức bữa ăn tươi sống.